Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Kỷ Sửu, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trận. Về ngũ hành niên mệnh, tích lịch hỏa, ngày Kỷ Sửu tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, tích lịch hỏa, kỷ tuổi, quý mùi, ất mùi, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, quý dậu, ất mùi, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày sửu, lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu, thành kim cục, xung với mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi đinh mùi, ất mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ tỵ, quý tỵ, quý mùi, quý sửu và quý hợi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt gồm sao Nguyệt Đức Hợp, tốt mọi việc, kỵ tố tụng, sao Thiên Phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng, sao Thiên Thành, tốt mọi việc, sao Lộc Khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao Ngọc Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc, sao Nhân Chuyên, Đại Cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Ôn, hay còn gọi là sao Thiên Cẩu, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao Thiên Tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao Nguyệt Yếm Đại Họa, xấu đối với xuất hành, giá thú, sao Quả Tú, xấu về cưới hỏi, sao Tam Tang, kỵ sự khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Đông Bắc, Tài Thần, hướng Chính Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có ngũ hành Tý Sửu nhị hợp thủy cục, cho nên bạn đang được vận quý nhân soi đường chỉ lối, nhân duyên khắc phái cực vượng, dễ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, và với bạn tuổi Tý cần phải tận dụng cơ hội thật nhanh chóng. Bạn tuổi Tý đừng có chần chừ do dự mà lo lắng những chuyện chưa xảy ra, bạn cần phải bình tĩnh tận hưởng cảm giác được tình yêu soi sáng trái tim mình. Có những mối quan hệ chưa kịp khai mở đã vội lụi tắt cũng chỉ vì sự lo lắng thái quá của bạn. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày thủy thổ xung khắc,
Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý có thể sẽ ảnh hưởng phần nào tới tình cảm vợ chồng, đôi bên dễ nảy sinh tranh cãi vì chuyện nhỏ nhặt. Nhưng nhờ quý nhân dẫn đường chỉ lối bày cho bạn, cho nên những mâu thuẫn rồi cũng được hóa giải và tình cảm lại nồng nàn hơn trước. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim cần bình tĩnh lắng nghe, tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy ngày này tình yêu được ngọt ngào, gia đình hạnh phúc, tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa tình yêu gõ cửa lúc nào chẳng hay, tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ hãy rộng lòng đón yêu thương, tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc đừng nghi ngại thái quá. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thiên tài đỏ mệnh, cho nên con đường tài lộc của bạn vô cùng là lý tưởng, tiền bạc tiêu không cần phải suy nghĩ, và với bạn tuổi Sửu gặp nhiều may mắn về tài lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên á, với bạn tuổi Sửu nếu biết tiết kiệm tích góp thì tiền giữ được bền lâu, còn đối với những ai tiêu xài hoang phí thì dù có may mắn kiếm được nhiều tiền nhưng khi may mắn hết thì tay trắng lại hoàn tay trắng. Thổ khí vượng sẽ ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, tác động xấu đến chức năng của hệ tiêu hóa, và với bạn mệnh tuổi Sửu nên chú ý chăm sóc sức khỏe cho mình thật tốt, tránh lo lắng quá nhiều. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, sức khỏe sa sút, ăn uống kém ngon miệng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, cần phải nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, đừng tiêu xài hoang phí mà hãy biết tiết kiệm. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dần đang gặp ngày có kiếp tài nhập mệnh, cho nên bạn đang có điềm báo tài lộc bị thất thoát, khó kiếm tiền mà cũng khó giữ tiền, đường tài lộc thất thế. Với bạn tuổi Dần không cẩn thận là trắng tay nữa nhé. Và bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này rất có thể sẽ mắc phải nhiều sai lầm trong chuyện đầu tư kinh doanh, dẫn đến việc thua lỗ hoặc là bị lừa gạt. Tiền bạc cần phải cẩn trọng, nếu không bạn còn có thể vướng phải họa kiện tụng lao tù nữa. Trong ngày này đối với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang gặp ngày mậu khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn không được tốt, có nhiều vấn đề nảy sinh trong cái mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Và với bạn tuổi Dần, nóng tính dễ gây tổn thương cho đối phương khi chưa thực sự hiểu rõ vấn đề, khiến cho tình cảm hai người nhạt phai. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy đầu tư sai cách nên mất tiền hao của. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa tình cảm mâu thuẫn, có nhiều vấn đề. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc Thổ dễ gây tổn thương cho người mình yêu. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc Mộc mắc nhiều sai lầm trong chuyện kinh doanh. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc Kim tài lộc tổn hao, tiền bạc thất thoát. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp
4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ 7 ngày 12 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp ngày có tỷ kim trợ mệnh, cho nên bạn tuổi Mão làm gì cũng nhanh chóng và có được sự quyết đoán. Cũng nhờ thế mà bản mệnh có thể nắm bắt được cơ hội ngay khi có thể để kiếm tiền về cho mình. Cái chuyện kinh doanh, làm ăn buôn bán của bạn tuổi Mão, đây là thời cơ giúp cho bạn cải thiện về tình hình tài chính. Và bạn tuổi Mão có được thế mạnh riêng của mình và mạnh dạn tiến bước, thành công không quản xa với bạn, tiền bạc đang càng ngày đổ về nhà càng nhiều cho bạn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành bất dung. Tuy tiền nhiều nhưng chưa chắc đã vui khi mà với bạn tuổi Mão gặp nhiều chuyện không như ý về tình cảm. Nhân duyên cứ ngỡ là đôi nên đôi lứa mà cuối cùng chỉ là mình ngộ nhận mà thôi. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy cần bình tĩnh để không mắc sai lầm. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa đừng có cố chấp, học cách buông tay. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, tình cảm không phải lúc nào cũng như ý. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, hãy ghi nhớ là yêu thương người bên cạnh mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, tiền bạc kiếm được dễ dàng hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 7 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ 7 ngày 12 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn rất có thể sẽ gặp nhiều chuyện buồn về tình cảm trong ngày hôm nay. Ngày này đối với bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Bạn mong muốn nhiều điều ở đối phương nhưng người ấy lại chẳng hề quan tâm tới cảm nhận của bạn. Nhưng cũng có thể là do bạn tuổi Thìn đang có nhạy cảm mà suy diễn ra. Và với bạn tuổi Thìn, hãy thử một lần nói chuyện thẳng thắn với người ấy. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, chưa chắc đối phương đã hiểu được mong muốn thầm kín của bạn. Trong ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi Thìn, may mắn là vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có chính tài ở bên, đảm bảo cho vấn đề về tài chính của bạn tuổi Thìn. Bạn tuổi Thìn có thể lên kế hoạch để tiết kiệm, đầu tư, đừng có quá mạo hiểm bởi có thể bạn sẽ mất trắng tay khi chơi những trò chơi may rủi. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc Hỏa, tình cảm không như ý. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc Thổ, có nhiều mâu thuẫn giữa hai người. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc Mộc, tiền bạc minh bạch, rõ ràng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc Kim, thu nhập ổn định, chi tiêu thoải mái. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy, cần thận trọng khi đầu tư. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 7 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 7 ngày 12 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ, cho nên bạn tuổi Tỵ đang có được tổ ấm gia đình, cũng có được tiếng cười vui vẻ
ấm áp bên người thân. Bạn mạnh, hài lòng với những gì mình đang có. Và bạn tự tỵ, bạn sẵn sàng làm những việc mà từ trước tới giờ mình chưa từng làm để khiến cho đối phương nở nụ cười. Tuy nhiên, điều đó đôi khi cũng khiến cho bạn mệt mỏi và muốn từ bỏ, không muốn cố gắng nữa. Trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn lại đang gặp ngày hỏa sinh xuất cho thổ. Với bạn tuổi Tỵ, đừng có nghĩ rằng hy sinh bản thân vì người khác luôn là điều tốt đẹp. Hãy giữ cho mình sức khỏe tốt nhất và tâm trạng vui vẻ. Có như thế thì những người bên cạnh bạn mới có thể hạnh phúc được. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tin tưởng vào tương lai phía trước. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, có nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, mong muốn đón nhận niềm vui từ đối phương. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, đừng mù quáng mà hy sinh thái quá. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, chuyện gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ đang có điểm báo sẽ gặp phải một số vấn đề vướng mắc về chuyện tình cảm. Ngày này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp ngày Sửu Ngọ tương hại, bạn mệnh không chịu bình tĩnh lắng nghe đối phương giải thích mà vội đã quy chụp. Với bạn tuổi Ngọ có thể sẽ mắc phải sai lầm vì những suy đoán vô căn cứ của mình. Bạn khiến cho người ấy thất vọng và tổn thương. Bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải nhanh chóng tìm cách để xoa dịu vấn đề, tạ lỗi với người ấy đi bạn nhé. Vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Bạn chẳng được nghỉ ngơi vì chuyện làm ăn buôn bán của bạn có phần bận rộn. Tuy nhiên, bù lại tiền bạc về nhà như nước, thoải mái trong việc chi tiêu nữa bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, tiền bạc được dồi dào, thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, có người trợ giúp trong chuyện làm ăn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, dễ nảy sinh hiểu lầm đáng tiếc. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, tình cảm rạn nứt, dễ bể tan vỡ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, nóng nảy, bốc đồng, làm hỏng chuyện. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tốt, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Cho nên, rất có thể bạn tuổi Mùi cần phải tìm cho mình một góc để suy ngẫm lại những việc đã qua. Có những câu chuyện, bạn nên nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Với bạn tuổi Mùi, sống theo cảm xúc quá đà sẽ đẩy cho chúng ta đến sai lầm. Và bạn không ý thức được việc lời nói của mình có thể gây tổn thương sâu sắc cho người khác đến thế nào. Bởi bạn chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi. Trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài nhập mệnh. Tài vận của bạn lại được tăng tiến bất ngờ. Với bạn có thể lợi dụng những cơ hội này để khởi nghiệp hay là mở rộng quy mô kinh doanh rất thuận lợi với bạn. Và hãy tiến bước vững vàng, đừng để cho mình vấp ngã nữa bạn tuổi Mùi nhé.
Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim gây ra nhiều tổn thương cho người khác. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, tiền bạc kiếm được dễ dàng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, có nhiều cơ hội phát tài. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, bốc đồng thái quá, dễ nóng giận. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, nên hiểu cho đối phương và thông cảm, bao dung. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thân đang gặp ngày có thổ dưỡng cho kim, cho nên con đường tình duyên của bạn tuổi Thân trong ngày này cực kỳ là rực sáng, dù là bạn đang còn độc thân hay là đối với những bạn đã có đôi có cặp thì đều có được nhân duyên tốt đẹp. Điều này là do bạn tuổi Thân biết lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Bạn mệnh tuổi Thân trong ngày thứ bảy này không có nhiều lo lắng về tương lai, bạn tận hưởng những gì đang có được trong hiện tại. Dù không mong muốn phải đối mặt với khó khăn, nhưng bạn biết khó khăn nào rồi cũng sẽ vấp phải và có hướng giải quyết. Có người ở bên mình cùng chung lưng đấu cật thì khó khăn nào cũng chẳng thể tồn tại mãi. Với bạn tuổi Thân tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu đích thực, bạn sẵn sàng cho tình yêu thêm cơ hội. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, tình cảm thăng hoa theo thời gian. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, nhân duyên hiếm có, khó tìm. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, có người chia sẻ ngọt bùi. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, hạnh phúc trào dâng, chẳng thể nào dừng lại. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, tin tưởng vào người mình yêu thương. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu đang gặp ngày hung cát đan xiên. Ngày này với bạn tuổi Dậu, Dậu Sửu bán hợp, cái điều này cho thấy những mong muốn có được hạnh phúc thì hạnh phúc đến ngay bên cạnh bạn nữa. Và với bạn tuổi Dậu, đừng tìm kiếm tình yêu ở nơi đâu quá xa xôi, đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn cho một nửa của mình. Bạn có thể sẽ tìm được người ấy đơn giản thôi. Tình yêu có những lý lẽ riêng của nó, chứ đâu phải là bài thi tìm người tốt đâu đó bạn tuổi Dậu nhé. Thiên quan chiếu mệnh, tiểu nhân đang rình rập, có thể sẽ khiến cho tiền bạc trong nhà không cánh mà bay. Với bạn tuổi Dậu, cần phải đề phòng với những lời đường mật, muốn vay mượn hay là đầu tư về tiền bạc trong ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tiểu nhân tìm cách phá hoại. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, có nhiều cơ hội để hạnh phúc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, tình yêu chẳng ở nơi quá xa xôi. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, bạn có thể có được hạnh phúc riêng của mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, đề phòng tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tuất,
Xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên bạn tuổi Tuất đang cảm thấy bất mãn khi chẳng có tiếng nói trong gia đình của mình. Bạn mệnh có thể vì thế mà giận dỗi khiến cho không khí gia đình căng thẳng. Với bạn tuổi Tuất vốn trước hay nhường nhịn nên giờ mọi người mặc nhiên cho rằng không cần hỏi ý kiến của bạn. Thay đổi quan điểm của mình, nhường nhịn không có nghĩa là không có chính kiến nữa. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Tuất á, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài ở bên, cho nên không còn lo lắng về phương diện tài chính nữa. Con đường tài lộc của bạn có được sự ổn định, vững vàng. Bạn mệnh có thể yên tâm mua sắm, chi tiêu trong ngày, không cần phải cân đo đong đếm nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, tình cảm nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, tiền bạc vững vàng, ổn định. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, có thể thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, cần bày tỏ chính kiến của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, đừng tỏ thái độ nóng nảy quá mức. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có cục diện Hợi Sửu tương hội. Cái điều này làm cho bạn tuổi Hợi choáng váng khi đứng trước bao nhiêu lời tỏ tình, đào hoa khởi vượng. Bạn tuổi Hợi có nhiều nhân duyên bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của mình. Ngày này là thời điểm để cho các cặp đôi hâm nóng tình cảm. Mùa đông đã đến, hãy cầm tay nhau ủ ấm cho nhau. Đừng để cho người ấy cảm thấy lạnh giá khi mà có người ở bên cạnh mình. Trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Hợi, ngày này những bạn đang còn độc thân thì hãy mạnh dạn đi theo tiếng gọi của tình yêu. Hãy cho đối phương cũng là cho chính mình thêm cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc. Bạn sẽ chẳng biết được sắp gặp phải chuyện gì. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, hãy yêu thương ngay khi còn có thể. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, tình cảm được hâm nóng theo năm tháng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, nhân duyên đến bất ngờ ngoài mong đợi. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, có nhiều lời tỏ tình từ người khác phái. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, đường tình duyên rộng mở, yêu thương ngập tràn. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.